10 năm trước, Sadhuram Bawa từng nằm trong số rất nhiều đàn ông ở bang miền Nam Ấn Độ, Haryana, không thể kết hôn vì không tìm được cô dâu gần nhà. Sau đó, qua một người bạn, Bawa cuối cùng cũng đã tìm được một người ở cách nhà anh 2.700 km tình nguyện lấy anh. Đáng nói, cô dâu của Bawa nói loại ngôn ngữ khác với anh và tất nhiên phong tục tập quán của cô cũng khác anh. Quyết định mạo hiểm 10 năm trước của Bawa khi ấy khiến cả làng Sokhi kinh ngạc. Nhưng giờ đây, các trường hợp kết hôn như anh Bawa rất phổ biến bởi ở bang Haryana và những bang lân cận đang thiếu phụ nữ trầm trọng. Ở làng của tôi, có khoảng 200 đến 250 thanh niên ở độ tuổi lấy vợ, nhưng vì không có phụ nữ nên họ không thể kết hôn. Thậm chí vì thiếu phụ nữ nên truyền thống nhà chồng đòi của hồi môn từ nhà cô dâu cũng dần bị thay đổi. Bố tôi qua đời vì ung thư, nhà tôi nghèo lắm và họ chẳng có tiền để làm của hồi môn cho tôi khi tôi lấy chồng, nhưng gia đình Bawa chẳng đòi hỏi gì hết, thế là tôi lấy anh ấy. Tại bang Haryana, tỷ lệ chênh lệch giới tính là cứ 1.000 bé trai thì mới có 834 bé gái. Còn tính trung bình ở Ấn Độ, tỷ lệ này là 1.000 bé trai thì có 919 bé gái, mức chênh lệch cao nhất kể từ năm 1947. Theo thống kê của Cục Thống kê Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, tình trạng chênh lệch giới tính đã dẫn tới gần 25.000 thiếu nữ và phụ nữ ở độ tuổi từ 15 tới 30 bị bắt cóc và bán làm cô dâu ở nước này vào năm 2013.